dép tê các bạn nha, tê mới nhà hai băng tần nha. Nhập tê hai băng tần bảy mới. Nhưng mà là anh cứ vô kiểm tra, anh test họ, đúng không? Anh cần một trong anh test họ. Xin ra của mình, đây hai ông cần này. Còn nếu chưa trả đi là vấn đề khác. Còn nếu mà anh cắm vô á, là một rồi mà nó đau rồi. Nghĩa là dưới này nó không có chặt, không có gỡ gì lên cho ngon rồi tay để không bỏ hết trơn. Thì cái đó là chịu không làm được. Không phải. Em ơi, cái gì hợp mà không gửi gì lên là do cái thiết bị đầu cuối này chứ không phải do thì không. Còn trường hợp thứ hai không trả IP em đang đi tìm nhân thì sao mà cái con đó nó lại gửi cái số cái xác thực này. Con này khai báo giống con F600 mình đã làm trong video. Theo cái sức tâm lý của tôi là đây đó mà sao lại là OT của sức lực, họ đẩy lên đủ cái thứ bị hoài rồi.